À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mật TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay đàn cuốn của mình ăn chiều xong rồi đó. Thì đàn cuốn con cũng uống sữa xong, nói chung là chiều xong hết rồi, chuẩn bị tối rồi. Nên bây giờ đàn cuốn chơi đùa vui vẻ. Bóp đi lung tung ngoài sân. Còn đàn cún con thì đang ăn xong rồi đùa giỡn, uống sữa đồ. Thấy bình ăn rồi giờ nằm ngủ thôi. Sao mấy đứa này cũng ngộ, ăn uống sữa đầy bụng rồi mà vẫn thích đi theo mẹ cả nhà. À, biết giỡn hơn rồi đó, biết đánh nhau rồi đó. Trời mưa râm râm là dẫm cái sân thấy gớm luôn à. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu đây? Ba đứa chơi riêng kìa. Hai đứa trong gầm á, chỗ của cái đồ chơi xanh xanh á. Còn đứa ở ngoài. Biết đùa giỡn kìa, cưng không? Biết đánh nhau rồi đó, đã không? Năm anh em nó giờ gom lại cục luôn rồi. Messi ra buồn ngủ rồi. Đi mà lăn cầu đèo luôn kìa.
Gì sữa soi? Nâu nâu tối ngày đi đi theo mình nói chuyện đâu, mình nó tưởng đâu mình nói chuyện với nó. Chiều cả đàn chơi vui vẻ luôn. Giờ các bé là đi tung tăng đi khắp cái sân luôn cả nhà. Có bữa trèo xuống luôn. Có bữa trèo xuống là lên không được á. Là làng lên xuống. Thấy Bình buồn. Không ai chơi với anh hai hết. Anh hai buồn quá. Anh hai buồn quá. Có trà sữa là chơi với anh hai đây. Hôm nay buồn quá. À, còn thằng đầu rồng trong ta đó. Đầu rồng bẻo ai? Ra đây. Thì cặp đó chơi ở đây thấy Bình quá, Bình nằm mình, còn mấy đứa nhỏ thì chơi đằng đây. Cẩm Thạch thì phải chơi mấy đứa nít. Trời, nhăn nó bắt cái sinh trên lưng nữa kìa. Người ta làm gì có mà mới mới mà chỉ tối ngày kiếm kiếm cái sinh. Trước màn hình là anh gấu đó. Thôi xin dừng video tại đây. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mình quay thường xuyên, cập nhật thường xuyên để cho các bạn xem và đỡ buồn trong mùa này. Trong mùa này không ai đi làm, hạn chế ra đường nên ở nhà đỡ buồn. Cưng ai vậy? Đậu đen đó. Thôi xin chào, hẹn các bạn vào video kế tiếp. Chúc cả nhà vui vẻ nha.